Đây là một cây thuốc khá là hay các bạn nhé. Cây này có nhiều tác dụng lắm, như là chữa động thai, rồi là ho ra máu, khí hư rong huyết vân vân, rất là nhiều tác dụng. Cây này chính là cây móc các bạn nhé. Cây móc, đây các bạn quan sát cái lá của nó kỹ một chút nhé. Lá của nó hình dáng khá là đặc biệt. Lá nó ra có từng bẹ ra như các bạn tưởng tượng như cây dừa ấy, tuy nhiên lá nó là dạng lá kép đến hai lần đi. À, còn có các cái viền răng cưa rất là sắc nhọn này. Nhìn xa xa cái lá như kiểu cánh bướm ấy. Đấy. Cuống của nó thì nó ra hẳn một cái bẹ to. Các bạn tưởng tượng như bẹ lá dừa ấy, rất là to. Cây của nó cũng thế, to như cây dừa luôn. Ra thành từng đốt. Đấy. Nhìn xem, bẹ nó ôm sát vào thân kìa. Cây của nó cao tầm 8 đến 10 mét nhé. Có thể còn cao hơn đi cơ. Cây móc này thì có thể là trồng bằng hạt hoặc là đẻ nhánh các bạn nhé. Cây móc có quả hình cầu đường kính tầm 1 phân rưỡi. Ra hoa từ tháng 3 cho đến tháng 4, mùa quả là tháng 10 cho đến tháng 11. Cây móc này thì mọc tự nhiên trong rừng thôi. Các bạn xem cái rễ của nó như kiểu rễ cây cau cây dừa ấy. Đấy, thân của nó cũng vậy, như là thân cây cau cây dừa. Còn có các cái sợi ở đây nó khá là cứng chắc này. Nhìn nhỏ như sợi tóc nhưng chắc phết đấy. Thì bộ phận dùng của cây móc này chính là phần bẹ và rễ móc. Thu hái quanh năm, phơi khô, còn dùng cả quả nữa. Tuy nhiên thì cái quả của nó rất là ngứa. Phải biết cách dùng mới dùng được nhé các bạn nhé. Còn về tính vị thì móc có vị đắng, xít, tính bình. Có tác dụng là thu liễm, cầm máu, làm xít ruột, tan hòn cục. Quả móc thì vị cay, tính mát, có tác dụng giải khát, chống mệt mỏi. Ngoài việc làm thuốc thì cây móc cũng có thể dùng lá để lợp nhà. Rồi là lấy lá của nó mình làm thành kết thành cổng chào. Cũng có thể là lấy thân cây móc này để chế thành rượu. Quả móc thì chú ý là nó rất là ngứa các bạn ạ. Quả móc ấy mà mình không bóc vỏ nấu ăn thì sẽ ngứa. Không chịu được đâu. Độ ngứa của nó cao đến mức mà bây giờ các bạn lấy một bao cái quả móc ra suối. Các bạn lấy chày các bạn đập dập rồi bỏ đấy xem. Nó ngứa cả một đoạn suối đến nỗi chỉ cần lội qua suối thôi cũng đã bị ngứa chân rồi nhá. Nhưng mà người ta vẫn dùng hạt nó để ăn được bằng cách là tách cái phần vỏ giữa ra. Thì quả có vị ngọt, dễ chịu. Thường thì người ta tẩm với giấm và ngào với mật để ăn. Còn về làm thuốc thì bẹ móc thường được làm thuốc để chữa đái da máu, đái rắt, tiểu tiện không thông, lị da máu, bạch đới, rong kinh, rong huyết, ho da máu. Với liều dùng là ngày dùng từ 20g, đốt tổn tính tán bột hoặc là sắc uống. Còn nhân quả thì giã nát đắp để chữa đau nửa đầu. Rồi bây giờ mình sẽ nói về các bài thuốc về cây móc này. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc uống có tác dụng nhuận tràng. Cách làm là các bạn lấy nõn thân với liều lượng là 20 cho đến 30g. Sắc với 400ml nước còn 100ml để mà uống có tác dụng nhuận tràng. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa băng huyết. Cách làm như sau, các bạn dùng bẹ móc phơi khô, phối hợp với sơ mướp lượng bằng nhau đốt thành tro, mỗi lần là uống 6g với ít rượu hoặc là nước muối uống vào lúc đói. Bài thuốc thứ 3 là bài thuốc dùng để chữa rong huyết có đau bụng, dùng bẹ móc 80g, kinh giới 80g, hương phụ 40g, bẹ móc đốt tổn tính, kinh giới sao đen, hương phụ tử, chế với giấm, nước muối, nước tiểu trẻ em và rượu, rồi phơi khô, tất cả tán nhỏ, dây bột mịn, mỗi lần là uống từ 8 cho đến 16g, ngày uống 2 cho đến 3 lần.
Bài thuốc thứ tư là bài thuốc dùng để chữa khí hư, thì dùng rễ móc, rễ cau, rễ tre, rễ cọ. Mỗi thứ là 12 gram, thái nhỏ, sắc đặc còn một bát, chia làm hai lần uống trong ngày, dùng liên tục 4 cho đến 5 ngày. Tiếp theo bài thuốc thứ 5 là bài thuốc dùng để chữa động thai, thì dùng rễ móc, rễ chuối rừng, rễ chuối hột, lượng bằng nhau sao vàng, sắc uống. Và tiếp theo nữa, bài thuốc thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa ho ra máu, thì dùng bẹ móc, đốt tồn tính, 10 gram, qua lâu nhân, 12 gram, sắc uống trong ngày. Như vậy các bạn thấy cây móc này có khá là nhiều bài thuốc hay, chữa băng huyết, rồi là rong huyết, có đau bụng, rồi là khí hư động thai, rồi là chữa ho ra máu nữa. Thì các bài thuốc đấy mình cũng đã nói một cách rất là rõ ràng nhé. Bạn nào mà chưa xem kỹ các bạn có thể tua lại để xem. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là cái phần hạt nó rất là ngứa nhé. Không biết cách chế biến thì tốt nhất đừng đụng vào nhé. Không có ngứa lắm, không chịu được đâu nhé.